cây thì nó mục nát dưới trơn kia kìa. Này 3 tháng rồi không lấy ông như bà chìm dưới luôn. Đây rồi sao thằng trái luôn cái nước dòng đó, nước muốn vô làm sao rồi. Bởi vì bà ba nói cái gì? Sợ. Sợ là cái gì bà ba? Sợ chết ở dưới sông hả? Sợ chết dưới sông á, không có cái nhà. Sợ chết dưới sông không có cái nhà. Mà cắt được cái nhà quá mừng rồi, ăn cơm không được nữa. Ngủ không được nữa. Quá trời mừng rồi, bị giờ đó giờ là mình không có. Giờ ước mơ người được có gì quá trời mừng, quá trời mơ ước với mừng hồ rồi. Mừng hồ vận động cho được cho bà ba cái nhà được vậy là quá mừng, bắt mừng cho mừng hồ với mà cảm ơn được luôn á. Mạnh thường quân luôn. Mạnh thường quân luôn. Cảm ơn tất cả luôn. Cảm ơn tất cả. Mình được ba cái cửa sổ. Ba cái. Cái cửa sổ này ha. À. Một cái cửa sổ ở trong phòng. Rồi, với lại một cái cửa sổ ở bên đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu hoàn cảnh của ông ba cô bác quý anh chị. Hay ông ba với bà ba mà sống ở trên một cái chiếc ghe mục nát á. Thì trước đây thì Bùi Hồ cũng có nhận được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân để cất một cái nhà nhỏ nhỏ cho ông ba với bà ba ở. Và trong quá trình đó thì Bùi Hồ có nhờ anh Được, thì anh Được cũng đã cất xong rồi. Hôm nay Bùi Hồ lên để coi ông ba với bà ba, với lại cho cô bác quý anh chị xem cái ngôi nhà mới của ông ba luôn. Thì ông ba rất là xa Bùi Hồ nên thành thử là Bùi Hồ chỉ quay được lúc mà làm nhà hoàn thành và thống kê tiền cho cô bác quý anh chị xem thôi. Với lại cô bác quý anh chị thấy cái chiếc ghe của ông ba bà không? Ngôi nhà mới của ông bà luôn. Hôm nay thấy đồ đạc dọn lên đây hết rồi nè. Chào ông ba. Hôm nay vui không ông? Vui. Dạ. Vui hả? Bây giờ. Rồi anh được cắt xong chưa? Xong mà vô cắt bữa một rồi xong. Mà không biết làm cầu làm được chưa? Làm rồi. Nghe nói ngày nay nữa là làm rồi rồi đó. Anh được mới có thông báo con. Không biết còn cái cánh cửa làm sao đó, không biết có làm chưa. Dạ thì lát nữa con chở ông lên trên kia. Thì nào? Đi liền luôn. Chịu không? Dạ chở chậm hả? Dạ. Tính là phê ngay đi luôn nè. Phê nay là dọn lên ở luôn đúng không? Ừ. Thì bây giờ con lên đây thì bây giờ con với ông đi. Con với ông chút xíu đi ha. Con chở ông lên tỉnh coi. Coi nhà hả? Dạ. Được không? Cũng được. Cái chiếc ghe này tháo ra đó hả ông ba? Tháo ra rồi. Một cái ghe tháo rớt ra tùm lum chứ. Rớt ra tùm lum đó hả? Ừ. Ôi ghê quá vậy. Đi. Tháo ra hồi nào ông ba? Rồi làm kính mơ. Sáng giờ ha? Đi từ nhà cũng gần thụp nha. Dạ. Ôi. Tháo ra là nó mục gãy trơn luôn á hả? Ừ. Nó lum bia hết trơn rồi. Dạ bà ba. Ôi ôi này ghê quá. Vậy mà để nguyên chiếc ghe thì ở được, mà tháo ra cái là họ coi như là không còn gì ha. Mất cái chì vàng ở đó, vàng lại giờ vẫn không khiêu sụp. Đâu ông ba? Hả? Dây chì đâu? Dầu tháo ra lên dạ. Từ từ anh sức luôn. Cô bác của anh chị thấy chiếc ghe này mà thương ghê, này chắc để chừng 2-3 tháng nữa chắc nó sập luôn quá ông ba. Sạch. Chìm luôn á. Ghe cũng một cùng đứa mình be. Dạ. Nó be với một cái chân. Cái be ở dưới này nó một nét rồi nè. Một cái chân trời ơi. Trời ơi, cũng may là còn kịp trước Tết ha. Không, cái ngày đó là ở bắt quá rồi giỏi quá chừng 3-4 tháng nữa cùng. 3-4 tháng nữa là cùng. Ra cặp luôn. Ghê quá. Bước không dám bước đi mạnh luôn á. Không ra ông ba vô nhà mình được mấy lần rồi? Luôn có lần một á. Có lần một ha. Lần một cái cắt luôn rồi vậy gì luôn. Dạ có bà ba. Con nói anh được cắt sao gọn nhẹ cho ông ba bà ba ở mà. Rồi. Nó nghe thằng cháu ở chậu nó cắt cái nhà đó rồi chào quá chào khen rồi. Khen quá hả? Nó cắt nhà quá đẹp. Ôi vậy nghe mừng quá. Người ta coi chứ người ta nói trời ơi trời mới tới anh mới vậy mà cắt dầu rồi chứ sáng con dựng chưa.
con tin tưởng anh được lắm, anh được anh chuyên gia đi làm từ thiện mà. Ảnh có đóng góp tiền cho ông ba bà ba luôn á. Ảnh có ủng hộ tiền vừa cắt dùm không mà ảnh còn ủng hộ tiền nữa đó. Anh được là cắt cái bè của anh Xuyên nè, bè của chị Nguyệt nè, rồi ngay cả nhà ông ba bà ba đây luôn nè, rồi nhà ông Năm ở dưới nữa, ai cũng khen hết á. Nói chung cảm ơn anh được nhiều luôn. Ôi ơi, tháo ra cô bác của anh chị thấy nó không còn cái thứ gì luôn á. Cây thì nó mục nát dưới trơn kia kìa. Này 3 tháng rồi không lấy ông như bà chịm dưới luôn. Trời sợ thằng trái luôn chứ, nước dòng đó nước muốn vô làm sao rồi. Bởi vì bà ba nói cái gì? Sợ. Sợ là cái gì bà ba? Sợ chết ở dưới sông hả? Sợ chết dưới sông á, không có cái nhà. Sợ chết dưới sông không có cái nhà. Bây giờ là có vui không? Vui chứ. Dạ. Bà ngủ không được luôn á. Ờ, đi lên đó đi ông ba. Cái tủ này tủ cũ ha. Tủ cũ. Tủ lúc trước là mình thờ đó. Tủ ngày con cho. Trời ơi nè. Kẹp dây chì luôn, cô bác của anh chị thấy khổ ải vô biên. Ôi. Mới dở luôn hả bà ba? Mới dở luôn. Dạ. Dạ. Sao bà ba nói là sao? Chuyện mà cắt được cái nhà quá mừng rồi, ăn cơm không được nữa, ngủ không được nữa. Quá trời mừng rồi, bị giờ đó giờ là mình không có. Giờ giờ ước mơ người được có gì quá trời mừng, quá trời mơ ước với mừng hồ rồi. Mừng hồ vận động cho được cho bà ba cái nhà được vậy là quá mừng, bắt mừng cho mười hồ với mà cảm ơn được luôn á. Mạnh thường quân luôn. Mạnh thường quân luôn. Cảm ơn tất cả trong nước ở ngoài nước. Trời ơi giờ. Bà cho bà ba được cái nhà quá mừng rồi. Chứ để bà ba sợ chết là bà ba không có cái nhà. Mạnh quân gỡ ấy là có hỗ trợ được là cái nhà tôi quá mừng à. Mừng ăn cơm không được đó, ngủ không được luôn á. Muốn khóc luôn rồi. Giữa trưa nắng mà ngồi ở đây trước vậy cái đống đồ dọn mà muốn khóc luôn kìa. Sao giờ? Muốn khóc luôn á, thiệt á. Muốn khóc luôn hả? Muốn khóc luôn. Quá khổ rồi mày ơi. Giờ hết khổ rồi. Khổ. Hết khổ rồi giờ mà không có tiền xài. Hết tiền rồi. Hết tiền rồi. Khô luôn, không có tiền. Khô luôn. Còn quạt nào hết trơn. Còn không có ngoặt hả? Thấy ông ba dở nhà vậy thôi chắc con phải chở ông ba đi vô trong cái nhà trong kia. Rồi có vậy chút xíu con chở ông ba quay xuống đây luôn ha. Được không? Đi vô mười hồ đi. Chừng nào ông ba với bà ba dọn đi vô trọng. Ba mà 7 giờ này chở có xe chở đi nè. 7 giờ tối ha. Ngày mai vô ở trọng rồi đó. Tới trọng đó. Ngày mai là tới trọng 7 giờ tối nay đi luôn hả? Đi luôn. Coi về coi thầy coi bà hay về đi sớm hả? Không có đi coi, không có coi gì chân á. Bữa nay là mùng 8, ngày mai là mùng 9. Tối nay là mùng 8, sáng mai mùng 9 thở là vui luôn rồi. Con cái bạn cái gì đó cho cái bạn nói rồi. Tốt hơn. Có cỡ ngủ đâu cũng được, ngủ ngoài sương nắng coi. Bữa đi. Quá mừng. Quá trời mừng. Thôi câu con với ông ba đi nha. Đi. Rồi chút xíu nữa con ghé tâm sự bà ba tiếp. Ok. Đại lắm không được mình dọn lên nhà của mình. Tối không ai chì xuống á. Không ai chì nữa. Cái này là ông ba với bà ba tự dọn đồ luôn hả? Dọn đó nè ông à. Cho mà làm không thẳng tức ăn rồi ra hồi mới là đóng cây nó gì 6 giờ. Ngân chút nữa ngu qua ra chơi mà hai ba thằng nữa hả? Ngân làm tiếp để chờ nó chút nữa. Đây đó cũng ba mấy 40 cây số. Thôi mặc cái áo sơ được rồi. Con chở tóc hành mà. Ở quần nhà vô. Có nón bảo hiểm là được rồi. Có sẵn có đồ vô chèo tắm chưa? Mướn xe tải nhiêu ông ba? Cắt gỡ bản gần mình chịu ngoài quá. Chịu ngoài được hả? Ừ. Có đồ mà đâu? Chứ ngoài người tiền đâu mà trả? Hả? Tiền đâu mà trả? Mượn cháu. Mượn cháu hả? Tháng trời trả. Mượn nó dân cổng mà thích kèm cầu á. Hết gần 7 triệu mấy rồi. Triệu ngoài là 1 triệu mấy, anh này là bên xe tải hả? Anh ơi. Không có, mình kia.
anh phải lái xe tải không? Không, không hả? Treo ngoài là bao nhiêu ông ba? Hả? Treo ngoài là bao nhiêu? Đúng như một chuyến vậy, một cuốc vậy. Thôi đi nha, con đi nha bà ba. Con đi nha. Đi nha ba. Thôi để nó, đưa nó con, đưa nó con, xong để dưới đó. Để đây nè. Cô bác của anh chị thì gần hơn 30 phút Bùi Hồ chở ông ba từ thành phố Hồng Ngự lên đến cửa khẩu Vinh Bà, giáp với biên giới Campuchia luôn, thuộc huyện Tân Hồng. Thì mới đến cái nơi mà nhà mới của ông ba nè. Và ông ba chia sẻ đây là nhà của người, cái nền của người cháu. Người cháu. Người cháu con của chị ruột, phải không? À. Con của chú ruột. Thì bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ với lại ông ba vào nhà của ông ba nha. Mừng không? Mừng đấy. Ông ba lên cách này mấy ngày rồi? Lên mấy ngày nữa, sáu bảy bữa rồi. Sáu bảy bữa hả? À. Dạ. Và cô bác quý anh chị, phía trước mặt cô bác quý anh chị đây đó là nhà mới của ông ba. Mà anh được là đứng chịu trách nhiệm thi công cho ông ba hết luôn á. À, và anh thợ thầy anh được kêu luôn. Ông ba đứng đó coi nhìn coi đẹp không? Quá xứng với nhà luôn nè. Ở này là ở trên này là bằng tôn lạnh đó cô bác quý anh chị. Ở đây ngoài trước đây có một cái lan can nè. Lan can này kiên cố ha. Sắt ha. Chắc anh được làm khéo quá ông ba ha. Còn cái nền gạch này này là cái nền gạch có sẵn không? Có sẵn. Nền gạch này có sẵn. Làm dựng cái phần tôn ở trên thôi. Rồi. Đây. Cái cửa này. Cô bác của anh chị lát nữa mà công bố cái số tiền rồi cô bác anh chị thấy bất ngờ luôn. Ông ba vô với ông ba. Đâu đây, đóng lại coi, đóng lại chắc không? Thoáng mát hay ông ba ha. Rồi. Này làm cái chốt ở dưới nữa. Có cái chốt ở trên nè. Có rồi, có cái chốt gài trên. Có chốt trên. Chốt gài trên nè. Ông ba gài đây, đóng đây gài được mà. Ờ, dưới này nó gài nó gần bẻ qua đây. Thì nó không bị gần gần. Nói chung là cắt sao mà cho nhà của ông ba nó một cách là nó gọi là sao ta? Gọn nhẹ nhẹ nhất nha ông ba. Cần một cái chỗ nó đúng với cần. Dạ. Cái chỗ. Cái đó làm sao anh? Hả? Cái đó chừng nữa làm sao? Cái đó cháu bắt keo. Dạ. Ở đây có một cái cửa sổ. Nhà vườn thì có cái cửa sổ cho nó thoáng mát, nó chổi lên. Trên này làm cửa sổ bắn lời rồi cũng im ha. Chổi qua đây mát rồi nè. Làm bằng to lạnh nhuyễn hết trơn, nhìn đẹp. Cái này dần bằng to lạnh ha. Nhà này dài nhiêu anh? Là 9 mét. 9 mét. Ngang 4 mét hả? Ngang 38. Đây là cái phòng của ông ba bà ba nè. Phòng này chưa có cửa không? Ông ba nó gắn cửa. Ông làm cửa luôn cũng cho. Anh là cháu dạ. Hả? À, tôi chủ là nhà nè. Chủ làm nhà trong cậu ở đó. Ừ. Rồi, chưa xong. Thôi già lớn tuổi mình làm cửa thì nó hơi bất tiện ha. Đúng rồi, nó kẹt. Dạ. Ở đây cái phòng này là bao nhiêu ta? 3 9 mét vuông quá hả? Đây ở phòng ông ba có một cái cửa sổ luôn nè. Hôm nay có một cái bóng đèn đi điện rồi luôn hết ha anh ha. Anh bật lên điện hết luôn đi cho em đi. Bật có điện nhiêu bật luôn. Điện này chuyện bên từ bên nhà anh qua hả? Ờ bên nhà luôn. Dạ. Vừa xong luôn đó. Còn gắn cái cửa. Cái cửa này là cửa nhà vệ sinh. À. Kêu nó quay vô trong đã kỹ nó dò có đi đường nhỏ dưới làm được rồi. Quay dạ. Ra ngoài. Ở đây là cái không gian này không gian nấu ăn hả? Ờ. À. Ông ba với bà ba đứng nấu nướng ở đây. Ừ. Cái này là ổng đòi làm chạc với sẵn thằng em thẳng đó. Nó giường hai cũng toàn. Đó là hai cái tấm đan nè. Hai miếng đan trên này ha. Ờ hai miếng đan. Có nghe thẳng dư xài dư á. Xin ha. Xin đem về luôn. Ờ. Cái, còn ở nhà còn dư 40 gạch. Hốt đem vô luôn. Tặng dụng. Ờ, tặng 4 miếng gạch này là không mua luôn ha? Không mua, cái đó toàn bộ là của nhà hết. Ồ, vậy là chỉ tốn tí xíu xi măng thôi. Ờ, tốn xi măng còn nó làm dùm luôn. Làm dùm luôn. Ừ. Chung tay. Ừ. Cái này là cửa sổ để nấu ăn cho nó không bị khói á.
Cái nền này anh có gạch sẵn hả? À, cái này có sẵn luôn. À, lúc trước anh dự định làm gì vậy? Cái này lúc trước ông anh đổi cái nền bên bển á, tụ lại cho lên này là cho hai cái nền dưới liền. Anh là con của người thứ hai, chị của ông ba, chị ruột của ông ba. Dạ. Ở đèn điện rồi thấy cái hộp này thấy nó kiên cố ha. Điện này đi hết nhiêu tiền? Cái này vòng vòng tính gần 1 triệu bạc. Điện hả? Tiền gì? Điện bóng đèn luôn. Bóng đèn trăm mấy chục ngàn cái không? Ờ, đi mấy cái... Là công nhà mình không nghe. Tự mình làm cho ông, cho chú mình luôn hả? Làm sáng giờ đó. Trước sau xong. Cái này là... Đi vô này nhìn thấy nó chắc chắn nè. Chỗ đằng đó thì găm cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện. Còn cái này? Cái đèn. Đèn nhà vệ sinh. Em thấy nhà vệ sinh đây là đẹp nhất nè. Nhà vệ sinh anh tính hết là nhiêu tiền? Nhà vệ sinh... gần 8 triệu. Gần 8 triệu. Bị mấy thằng thợ nó tính hậu gạch nó dư. Đúng giờ là xây có 2.2 à. Cái gạch nó dư. Mỗi người đụng tới cho anh luôn, cho đụng cho anh luôn. Khỏi hôi. Còn cái đó là về năm lúc gạch. Trước là mình tính tới trên này thôi phải không? À, còn dư được mà còn dư được biểu làm cái đó mà mấy thằng thợ cũng tính đó. Tính dư gạch ra. Dư gạch bắt đầu dư. Làm ra luôn. Thôi kệ nó. Vậy cho nó khỏi hôi luôn. Thì khúc đó là anh trên là phát sinh, mình phát sinh là làm giùm luôn đó. Này phát sinh luôn nè. Công thì làm giùm luôn. Rồi ở trong này dán gạch đến dưới này ha. À. Nhà vệ sinh nhìn đẹp á. Nước đi nước vô hết chưa anh? Chưa đăng ký nữa. Hôm nay làm luôn vô mấy ngày nay chưa. Tôi đi làm được. Chưa đăng ký cho ông ba ha. Cái này chừng nữa mình có tính tô không? Ồ, có tính sơn không? Không. Mới sơn không? Cái này sơn lên của mình. Nhà mua những sơn cần. Sơn đi. Cho nó đẹp. Dạ. Mới về xong chưa khô. Ở sáng hả? Này chắc chắn nè. Mấy cái cột này nhìn thêm được cách sắc sảo ha. Vậy là giờ ngoài mua thêm 2 ký nữa. 2 ký gì? 2 ký sơn. Ở cái này không có cái thùng ha. Cái bồn này là nhiêu? Bồn nó 350. 350 có thùng là nó nhiêu tiền nè. Chưa cái thùng không hỏi. Vì đó giờ tôi không xài không biết. Biểu lấy cái đó không? Ừ. Không đem cái đó không? Phải xài thùng nhắm nút cho nó khỏe. Thợ hỏi đâu cái thùng viên nữa. Không, nhắn nút bấm anh hào hào nước hả? Sợ hào nước tiết kiệm. Con thấy đầu của người ta vậy, tôi vô cầu nhắn nước cái làm một cái ao xuống hết mẹ. Lúc trước cô bác của anh chị ông ba rồi cắt cái phần bên đây nè, là dựa vô cái tường này nè, là bùi hồ không có chịu, nó thôi cắt riêng đi, mưa gió dòng khi nó tạt nó chảy xuống có khó chịu. Nó làm ở trên chảy luôn mà, nó làm luôn cho mình luôn. Nên thôi, em nói thôi làm lỡ mình làm lòng thành nguyên một cái nhà luôn chỗ khỏe. Vì tính cái này là nó nói ra được 2 triệu mấy nè. Trong cổng thì dễ từng nó mà đầu mình đi đường đi điện cũng dễ. Còn trên trái thì bấm hay gì đâu. Thôi kệ vậy, trình chỗ nhà chỗ đẹp. Cái dách bên này mượn dách bên này em không thích, em không chịu. Vậy cho nó nhìn nó sắc sảo ha. Còn cái lỗ này cửa sổ luôn đó nè. Dạ. Cửa sổ này bị ban đêm là chạy chồng ngủ bển. Ông cậu ngủ ở đây đỡ mà có chuyện gì á, đây đứng kêu bển nghe luôn. Nó khoét ra ha. Là tôi dở cỡ kiến đó, lấy bỏ kiến luôn. Đang có gì là đứng ở đây kêu bển nghe. Đêm hôm đó. Già cả mà lo cho ông ba ghê không? Này là cửa sổ dự phòng luôn ha. Nè, nó khoét ra luôn ha. Cái này khoét ra cái bên bển cửa kiến. Dạ em biết rồi. Cái này là kính ấy của anh nè. Rồi em đi ra ngoài sau. Ở ngoài sau mình chưa làm cửa sau hả? Chưa. Cửa sau thì em mua sắt về rồi đó. Sắt còn dư không? Mới được qua mượn mua một cái sắt đó mua rồi. Rồi bữa nay vô làm nè, mà sao chưa sắt làm? Dạ. Rồi mấy cái hóa đơn rồi đâu ta? Hóa đơn có nè. Còn dạ. Có cái thằng hóa đơn của thằng tôi qua sen á. Là bây giờ nó lục không được luôn. Bữa không có được là mua 2.480.000 với tiền xe 100.000. Bà anh được cho ứng trước hết rồi mà. Anh được nó anh rồi mở đường qua luôn. Anh được anh trả tiền. Bà ứng trước. Tôi là xuất tiền nhà trả xong cái trên đó. Là vợ tôi cho mượn. Tại trước đây em có chuyển anh được nói thôi em chuyển cho anh trước 20 triệu anh đứng mua mấy cái vật tư này. Rồi sau đó nhiêu bù rồi em sẽ lấy tiền mình quân ra bù hoặc là em chuyển khoản qua cho anh. Thì em coi cái hóa đơn lát nữa em cộng lại á. Xong mình coi còn dư nhiêu. Còn chỗ qua bỏ trong cốp xe mà kiếm hoài ở ông ba có ưng ý với cái nhà này không? Ưng ý chứ. Vui không ba? Vui, các nhà gì được thì mừng lắm, mừng vui.
cầu sáng của chứ. Ở nhà nên tổng cộng là mình được ba cái cửa sổ, ba cái, cái cửa sổ này ha, à, một cái cửa sổ ở trong phòng rồi với lại một cái cửa sổ ở bên đây, là ba cái cửa sổ với nhà vệ sinh, có cái không gian bếp nấu ăn luôn của bác của anh chị. Cửa sau thì chắc ngày mai mốt gì anh cháu của ông ba làm. Đèn thì được một cái, hai cái ở đây phòng này, cái đèn ngủ nữa là ba cái, đây bốn cái đèn trước sân. À, thì làm ở ngoài trước này nó có một cái gọi là cái hàng ba này nè, ở đây mình gọi là cái hàng ba, với lại cái lan can này thì ở sau này á, mà sau ông ba với bà ba ở đó, cái quét cái sạch sẽ lại cái nhà nó tự động nó láng lên nè. À, cái này mà mình chỉ cần là chế nước mình dội rửa anh. Cái đó chưa có dọn lại. À, bị thợ vừa xong rồi tôi quét đã đỡ bằng cái gạch ra không à. Dạ, dọn rửa lại là cái nền này sạch bon luôn. Mình bồi hồi nói anh được coi gạch còn được không, được nó còn được tận dụng đi cho ông ba bà ba. Mà nói chung là cái nhà này cũng im lắm rồi, vô cũng thấy con thấy có không gian mát mẻ. Ngày sau này ông ba với bà ba về đây rồi làm cái nhà gì sinh sống ông ba bà ba. Ông ba có biết làm gì gì chắc là dưới đây cũng đi cài bùn vạch ba cái ấy nha. Ba gì? Đi cài bùn vạch ba cái cá gì ăn. Dạ. Rồi gạo thóc á thì con cháu cũng cho. Ồ. Ở đây cái ống gì à? Ống của nhà vệ sinh quá. Người giặt đồ cắm giữa cho nước xuống. Ờ. Tắm xả xuống đây ha, hố ra qua ra đây ha. Ờ à, tắm hồi không có nhiêu đâu mà. Chỉ nữa cho nó đi thẳng xuống đường ống này luôn cũng được nữa ha. Dạ. Mà nhà này anh tên gì? Hòa. Anh Hòa. Anh ở đây anh thấy mát không? Giống như gạch vậy. Ôi dơ lắm. Hạ này anh ở là anh chà lại. Không mở cái cũng dơ với mình. Dơ lắm. Dơ. Anh đừng lót vậy đó, anh chà lại. Cố gắng ngày sau này sạch sẽ rồi dội nước xong. Lót gạch đó thì ông già với mọi tự già, sau này yếu dò đi mà dò ướt là trơn nữa phải không? Té liền. Ừ. Sợ đường đó. Không cái này nhỏ tao tao luôn tao đấm mà hai. Còn cái phía sắt của hoa sen không không gỡ lên. Phía sắt nhiêu tiền nữa? Dòi lên rộng luôn đó. Cộng vô đây luôn ha. Ờ 2 triệu 2 triệu 4 79 ngàn. Cũng như 2 triệu 4 80 ngàn đó, chứ tiền chở đó. Mình muốn chở đó. Cái này là 45 triệu hả? Đâu có 4 triệu rưỡi à. 4 triệu 4 triệu 597 ngàn 500 4 triệu 597 ngàn 500 à. Dưới đò mới chở sáng. Đây là nhiêu? 707 ngàn. Ờ. Cái này là cái của anh mua gì đây? Từ Hiếu. Anh mua mà anh mua cái gì? Ờ giờ cái xây đó đó. Xây cái nhà vệ sinh ha. Ờ. Cái này là của cái nhà vệ sinh không nè. Ờ. Ừ. Rồi anh được anh có gửi cái hóa đơn của ấy không? Cho ừ. Anh anh gửi qua Zalo cho em, anh có gửi bản giấy cho anh không? Không, đây nè nè. À. Cái sắt nè, sắt bữa mua được kêu mua chạy dưới mua cũng được đó. Cái này là của anh được đó hả? Ờ. À, bữa mua cũng được là còn đó. Cái này là anh để làm cái gì đây? Cái này 285.000 là phần sắt nè. Ừ. Còn cái này giặt tư lấy được trước nè. Ừ. Còn thiếu hộp đợt sau lấy mấy bao xi măng với gạch ấy nữa. Cái này là dùng ba cái phiếu này để xây nhà vệ sinh không đây phải không? Cắt sửa thiếu cái khúc sau. Sắt á, thiếu nửa chừng thiếu một chút. Thiếu khúc nào? Khúc sau đó. À. Nói riêng khúc đó, nơi ngắn quá. Anh nấu khi bạn cho cái phòng vệ sinh nhà gần nằm trong nhà. Tới đây cái đường làm nhà vệ sinh đó thì mất tiền mới biết rồi. Ừ. Không có biết. Có nghĩa là mình cái tiền của vật tư bên anh được á thì là mới tới đây đúng không? À, rồi. Rồi cái phần ở ngoài sau với nhà vệ sinh này đây là tổng cộng trong cái hóa đơn này. À. Là ở đây là 10 triệu 884 ngàn. Ừ. Dưới đây 4 triệu 500. Không, cái một luôn đó. Ba cái đó. À. Được vừa qua cộng là ba cái luôn đó. Cái này là của ba cái hóa đơn là cộng lại luôn là à, cái phần sắt đằng sau này. À, dưới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Là được 10 triệu 884 ngàn. Ừ. Là này anh được trả cho anh rồi đúng không? À. Tôi xuất tiền trả trước rồi được vừa qua gỡ rồi đó. Ừ, đây nữa em thanh toán với anh được đem à. Nãy em có điện cho ảnh mà ảnh bấm máy bận. Rồi, bây giờ thôi cho cô bác quý anh chị tham quan như thế này rồi. Thì cảm ơn anh Hòa luôn cũng
cháu cháu mà chú cháu mà thôi vậy cũng ở gần gũi cũng có người ấy ha, con không ở được ở gần với cháu. Rồi thôi ở gần với cháu vậy là yên rồi, có cái nền này có cái nhà này có cái nhà này cũng quý lắm chứ bộ. Thôi bây giờ con cầm cái này dài nè, vậy anh nói là anh Hòa nói là em hiểu rồi. À. Cái này là hóa đơn của phần sắt ở ngoài sau này. À. Với lại nhà vệ sinh dạ. Là 10.884.000 ngành. Ừ. Ngành anh được đã gửi cho anh rồi. Gửi cho anh. Rồi lát nữa em sẽ xuống dưới em cái tính lại ngành được anh có gửi qua đơn qua Zalo cho em. Để em cộng lên. Cộng lên nó chụp hình đó. Dạ, rồi. Tôi còn gắn cái cửa là xong luôn đó. Rồi mấy giờ tối nay ông ba chuyển lên? 7 giờ tối hả? Thì thằng xe đó thì nó nói thì bảy tám giờ đó thì bắt đầu lên xe chạy luôn mà. Ừ. Thằng này đó mấy con tôi chạy tối nay ông ba ngủ đâu lên bờ ngủ ngay con thì để đó rồi đằng này tôi lấy cái cổng ra đó tôi ngủ trên cái cổng mình đứng đè ngủ ở trên bờ trên bờ hả. Ngủ ngoài trời luôn hả? Ừ. Ngủ với chị Nguyệt đó không chơi đồ gặp mình để cái nhảy chân ngủ nó cũng cấp vậy mà ba với ba ngủ ở trước nhà chị Nguyệt đi đó con hỏi cho có nghe con ở cái bên á. Ừ rồi. Ừ. Rồi vậy nha. Rồi thôi bây giờ cô bác anh chị cũng bồi hồi cũng phải về dưới để tổng kết lại cái số tiền đi ông ơi. Ôi chào anh Hoàng giờ nha. Chào cô bác anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ với lại ông ba bà ba ngồi ở trên một cái chiếc bè của gia đình của chị Nguyệt này cô bác anh chị. Lý do là cái ghe của ông ba bà ba đã dở đi rồi. Bây giờ tạm thời mượn chỗ của chị Nguyệt để ngồi đợi. Ngồi đỡ để mà tính toán cái số tiền luôn. Ông ba cho con biết cái cảm nghĩ của ông khi mà lúc nãy mà ông lên ông gặp cái nhà mới của mình sao ông ba? Thì lúc ông cộng cắt ra chưa có mà gạch đó chưa có tô hai bên không. Dạ. Bây giờ nó sửa sang rồi đó, thấy cũng được lắm. Dạ. Đẹp lắm rồi. Được lắm rồi. Dạ. Cũng quá mừng rồi. À, vậy thì đúng với cái ý nguyện của ông ba chưa? Đúng rồi. Đúng với ý nguyện. Còn bà ba cảm thấy như thế nào khi mà mình được rồi, được lên bờ? Quá mừng rồi đó. Dạ. Bà cứ nói đi con. Được mà được nguyện ấy. Mang ơn mà mạnh thường quân, mang ơn mượn hồ, mang ơn còn ngoài nước trong nước. Được cái nhà cơ hộ đỡ ấy cho tôi được cái nhà vậy là tôi rất cảm ơn mụ hồn với chú được. Ông ba bà ba có muốn cất cái nhà lớn hơn nữa không hay là vậy được rồi? Vậy được rồi. Nào còn nữa. Vậy được rồi. Phải lớn vậy được rồi cha cũng tốt quá rồi, quá mừng rồi. Bây giờ có tiền cất nhà lậu được không? Giờ có thể có làm. Hả? Làm không. Sao vậy? Không muốn. Được cái này cũng được rồi, quá rồi. Vậy là mừng rồi, không cần thêm nữa ha. Dạ, không. Dạ, thì sống la dai rồi vậy đó. Dạ, nói chung thì vậy cũng được rồi. Bà ba thì với ông ba thì cũng sống gần với lại người cháu của mình. Cháu ruột. Thành thử ra là ở đó thì cũng về trăm tuổi già thì nó cũng an tâm cái việc mà lo lắng bệnh hoạn đồ. Thì hôm nay gặp cái nhà như vậy thì cũng con thấy cũng khá là an tâm khi mà cái chỗ vệ sinh rồi có ánh sáng đầy đủ, có cửa sổ đầy đủ cho ông ba với bà ba. Thì bà ba thì hôm trước tôi lên có một lần mà nên thành thử ra là chưa có biết hết cái nhà nó đẹp như thế nào. Dạ, tôi cũng chưa vô nữa. Dạ, thì tối đêm nay là chuyển về, ngày mai là ở trên đó rồi có một cái nơi ở mới rồi. Nhà mới rồi. Sao im hơn. Thì quá trời mừng rồi. Quá trời mừng rồi. La trời hoài. Quá trời mừng rồi thiệt. Dạ. Không biết con ngồi tắt nước sột với nghe. Dạ, tắt nước sột với nghe. Mai mốt là hết làm láng giềng với chị Nguyệt rồi. Như con Nguyệt hết tác rồi. Hết tác rồi. Hết sợ rồi. Dâm gió gì, chóc leo, chóc cây gì hết trơn. Chị Nguyệt được giúp đỡ trước nhưng mà ước ao của chị Nguyệt là có cái bè. À. Còn ước ao ông ba bà là có cái nhà để cuối đời để có thể mà lên đó để mà coi như là cố định. Bên đó là cái chị ở chỗ ở đến trăm tuổi già của mình luôn rồi. Dạ, thưa ông ba bà ba. Đó mơ ước như cái bè thì cũng được. Cũng như nói cũng trăm tuổi già cả rồi, ở dưới bè nó không có ổn định bằng cái trên nhà. Bây giờ con cháu con cho cái nhà nhà đó vậy rồi cũng cắt. Dạ. Cũng mấy quá rồi mơ ước rồi. Dạ.
không thôi chật nó ổng ở dưới xác với con rồi thôi giờ mấy người xác với cháu dạ cũng được con nguyện tròn nguyện rồi dạ còn nguyện ước rồi dạ thôi thì Bùi Hồ cũng con cũng xin chúc ông ba bà chúng ta thực hiện được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn Bùi Hồ với cảm ơn mà chú được nha. Dạ thì hôm dạ, nay thì con lên Bình Quân được. Dạ con lên đây. Một là con quay về cái nhà cho cô bác quý anh chị nắm rõ. Và thứ hai là con sẽ tổng kết lại cái số tiền thương ba bà ba cho con xin phép con tổng kết số tiền với lại Mạnh Thường Quân. Thì cái số tiền đợt trước con lên con công bố là cho ông ba bà ba là được là 15.050.000 đồng cộng với 1.100 USD. Thì sau đó con đưa cho bà ba đợt đó 1.000.000 đồng. Bà ba nhớ không? Lúc bà ba mới trị bệnh về thì còn lại 14.050.000 đồng với lại 1.100 USD. Thì sau đó thì con mới đổi 14.050.000 đồng với lại 1.100 USD. Thì con đổi ra được là 100 USD được 23.100.000 đồng là được là 25.410.000 đồng. Tổng cộng số tiền ông ba bà ba nhận được chuyển sang tiền Việt là 39.460.000 đồng. Bây giờ cái phần chi ra, chi ra thì cái phần anh được gửi cho con cái hóa đơn về cái phần nhà đó ông ba. Và cái phần nhà anh được anh làm anh gửi qua hết à. Anh được anh làm anh tính toán kỹ. Về cái phần nhà thì anh được giữ cái hóa đơn này chụp hình gửi qua cho con. Phần sắt là 19.990.000 đồng. Mua lặt vặt là 730.000 đồng. Tiền thợ là 2.600.000 đồng. Mấy anh em phụ tiếp rồi xe tải chuyển dùm luôn của anh đó, của anh được đó. Thì tổng cộng số tiền là chi ra là cho cái nhà phần trước đó ông ba là 23.200.000 đồng đó. Với lại một cái hóa đơn mà anh được cũng đó chụp hình mới nãy mà anh đó anh mới đưa nè là 10.000.000 là làm nhà vệ sinh với lại cái phần nói ngoài sau đó ông ba là 10.884.000 đồng. Đây là 10.884.000 đồng anh được có chụp qua. Thì tổng cộng hai cái hóa đơn là 23.200.000 đồng với lại 10.884.000 đồng là được là 34.084.000. Thì tổng cộng cái số tiền chi ra là 34.084.000. Số tiền mình nhiều Mạnh Thường Quân ủng hộ là 39.460.000 đồng. Thì mình còn sẽ còn dư lại là 5.376.000 đồng đó. Thì đây là số tiền sau khi cắt nhà mình còn dư được bao nhiêu để mình ăn Tết ha. Thì trước khi mà giao cái số tiền bà ba thì bà ba với ông ba cho con đọc danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ ông ba với bà ba ha. Nghe mình nghe để mình có lời thưa cô bác quý anh chị. Sau khi mà công bố cái số tiền là 5.376.000 đồng đó thì Bùi Hồ có nhận thêm đợt 2 anh được ủng hộ thêm 4.000.000 đồng để cho ông ba bà ba cắt nhà. Đó vậy là tổng cộng số tiền mà anh được cắt nhà chuyển vật liệu dùm cho ông ba bà ba đó là chuyển dùm luôn rồi cho 2.000.000 đợt đầu, rồi đợt sau cho thêm 4.000.000 nữa, vậy là tổng cộng anh được chuyển nợ 6.000.000. Thì ở đây Bùi Hồ mới cập nhật trễ cô bác của anh chị thì có gì thông cảm. Thì bây giờ con sẽ xin phép thông qua cái danh sách ủng hộ anh được 2.000.000 đồng ở đợt 1 nè. Cô Huệ ở Mỹ là 500.000 đồng, cô Diệu Hương ở Pháp là 3.000.000 đồng, anh còn Võ Việt Kiều Mỹ 1.000.000 đồng, dạ anh Thanh Việt Kiều Mỹ 1.000.000 đồng, dấu tên là 50.000 đồng, chị Lý Thị Sương Việt Kiều Mỹ 1.000.000 đồng, dấu tên là 200.000 đồng. Rồi đó đó đợt 1, dạ để con đọc hết đi bà ba. Dạ rồi, chú Kenvin Trần Việt Kiều Mỹ 2.300.000 đồng tương ứng 100 USD, chị Phụng Việt Kiều Úc 3.000.000, cô Hà Trần ủng hộ 500 USD, chị Melinda người gửi là Dũng Trần ở Mỹ 100 USD, sinh viên Lách Lâm Khơ Lành ở Úc là 1.500.000 đồng, Thanh Nguyễn ở Việt Kiều Mỹ là 500.000 đồng, với lại mới cộng thêm của anh được này là tổng cộng là số 14 này cô bác của anh chị. Ở đây anh được là ở Hồng Ngự luôn, anh được người cắt nhà đó là mới cộng thêm 4.000.000 đồng. Con có chuyển khoản qua cho con mà con quên thêm vào đó, và cũng xin lỗi anh được luôn nha. Vậy tổng cộng nãy con thông báo với bà ba là 5.376.000 đồng với lại 4.000.000 đồng anh được chuyển cho con đợt sau là bà ba tổng cộng dư lại là 9.376.000 đồng đó. Đây là cái số tiền dư của bà ba. Thì thôi tổng hợp hết cho mà cảm ơn chú được rồi, cảm ơn Mạnh Quân, cảm ơn người ở ngoài đó,
dạ. Ngoài nước và gửi tiền gửi về ủng hộ cho tôi rất được cái nhà đó, rất cảm ơn toàn bộ ở trên, tôi cũng rất cảm ơn mấy người gửi tiền á. Dạ, lúc ban đầu thì Bùi Hồ có tổng cộng cộng thiếu cái phần của anh được vô, tại vì ở trong cái danh sách Bùi Hồ được có ghi vô điện thoại hết, nhưng mà tại vì chưa ghi vô cái sổ cộng ở đợt sau nên anh được có gì thông cảm cho Bùi Hồ cũng như là Mạnh Thường Quân. Thì tổng cộng số tiền ông ba bà ba là 9 triệu, sau khi cất nhà xong mình còn dư lại được là 9.376.000 đồng. Thì con cũng có ý như thế này, thì ông ba bà ba cũng lớn tuổi, thì bây giờ đây tới Tết còn gần một tháng nữa. Dạ. Thì trước mắt ông ba bà ba là chuyển cái xe tải đó, mướn xe tải hơn 1 triệu ha. Là ngày mai thì ông ba bà ba mới lên trên đó ở. Dạ. Thì con sẽ giao cho ông ba bà ba là 5 triệu đồng. Dạ. Còn lại thì cái số tiền này gần Tết con lên con giao đợt 2 cho ông ba bà ba cho nó an toàn. Dạ. Ông ba bà ba có chịu hay không? Rồi, dạ, dễ đi. Dạ, thì con sẽ giao giao cho bà ông ba bà ba, con coi như là con giữ giùm, chịu thì con giữ giùm con. Ý ông ba. Ông ba chịu không? Chịu. Để con sợ ông coi để tới Tết cái con quay lại cho ông ăn Tết ha. Rồi, vậy là còn 4 triệu nè, 376.000 đồng nè. Rồi. Bây giờ con giao cho ông ba bà ba là 5 triệu. 5 triệu. Rồi còn 4.376.000 đồng. Ngày 29 Tết gì đó con lên, 28 Tết lên con lấy tiền này con lì xì cho ông ba bà ba. Ngày mua đồ ăn Tết. Ông ba bà ba đồng ý không? Đồng ý. Giữ nhiều quá rồi mai mốt rồi ông ba bà ba chưa chuyển nhà mất sao? Thay mặt cảm ơn cho Mười Hồ đó quá ủng hộ cho ông ba bà ba đó. Dạ bây giờ Bùi Hồ cũng xin phép thay mặt Mạnh Thường Quân, thay mặt tất cả Mạnh Thường Quân ủng hộ ông ba bà ba. Thì trao cho ông bà ba trước mắt là 5 triệu, sau đó còn 4 triệu mấy được hai con được con giao tiếp luôn. Dạ. Cho ông bà ba ăn Tết thì cùng Bùi Hồ cũng xin phép Mạnh Thường Quân. Và một lần nữa thì chắc Bùi Hồ sẽ thay mặt ông bà ba bảy mấy tuổi rồi, cũng đến nay cũng đã có được cái nhà như ý nguyện. Xin chân thành cô bác cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ở ngoài nước, luôn. Đã ủng hộ cho ông bà ba có được một cái ngôi nhà như ý. Chúc cô bác quý anh chị sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Rồi bây giờ con sẽ giao 5 triệu này, ông trả tiền xe tải với lại còn nhiêu thì mình xài đây đến đó được không? Dạ nha, có gì thì tổng cộng là con giữ lại là nè, tổng cộng con giữ là 4.376.000 đồng cho ông bà ba. Nhớ nha, nhớ nha chị Nguyệt nha, nhớ em nha. À, đếm lại coi bà. Đủ rồi thôi. Đếm đi. Đủ rồi thôi. Thôi đếm đi, đếm cho mọi người thấy. 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi. Là 5 triệu. Cảm ơn hộ. Rồi con giữ vậy có buồn phiền không? Buồn phiền thì không, con không buồn phiền chứ. Thì để ở đây giữ đặng cho an toàn. Rồi trả cho xe tải cho đấy chứ còn không có xài gì. Rồi 3 triệu này xài đủ gì tới đó không? Tao đó không đâu có xài, phải gì đâu. Tới mới xài chưa được 200 ngàn. Rồi bây giờ còn nhiêu là Tết con vô lì xì nên cho ấy ha chị ha. Vậy cho nó... thưa cô bác quý anh chị, Bùi Hồ có điện cho anh được thì anh được nói là cái số tiền mà 4 triệu đồng ở đợt sau đó là của anh Tùng là ở thành phố Hồng Ngự và chị Sữa Vật Tư Nông Nghiệp là mỗi Mạnh Thường Quân là 2 triệu đồng. À, nên cái này con ơi sơ xuất nên là nữ là xin lỗi anh Tùng với lại chị Sữa nha, là tổng cộng là anh được chuyển đợt hai là 4 triệu đồng, là cho con là giờ cho hai Mạnh Thường Quân này ủng hộ cho ba bà ba. À, thì Bùi Hồ đính chính lại chỉ có bao nhiêu đó thôi. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Ông ba với bà, ông ba ông hái mấy cái này là đem vô trong chỗ mới trồng này cô bác quý anh chị. Này rau thơm, con này là rau tần để nấu canh chua, hai thứ này nấu canh chua. Ông ba đó giờ ở đây là cũng mười mấy năm mà chuyển về trống buồn không ba? Không có buồn đâu. Sao vậy? Trống còn vui gần gũi anh em. Ở này xong xuống đó, có khi là thời gian nó chạy rồi đứt dây neo chóc góc chạy dùm đùm la chứ chịu không lợi luôn. Dạ thôi thì con cũng về nha, rồi mai mốt có hẹn lại gặp ông ở cái nơi ở mới nha. Rồi con sẽ trước Tết vậy đó con sẽ lên thăm ông, quay cho tiền cho ông luôn. Rồi để cho ông ăn Tết. Bây giờ giữ số này ông xài đến Tết đi, để thôi ông giữ lớn tuổi giữ nhiều tiền quá không nên ha. Rồi thôi con về nha. Em về nha chị.